chào mừng tất cả các anh chị tới với chơi live stream cách thức để vận dụng lực hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để có thể gia tăng cái tài chính của mình lên gấp hai lần trong vòng 30 ngày công lành nhé à, và trong cái bộ công thức này thì bản thân của lành đã ứng dụng cực kỳ thành công Lanh đã liên tục gia tăng cái thu nhập của mình lên ở mỗi tháng mỗi tháng và lành cũng đã giúp rất là nhiều anh chị em làm nhiều ngành nghề khác nhau khi mà anh chị em ứng dụng cái bộ công thức này thì họ cũng đều có thể là phát triển cái tư duy của mình vượt rồi họ biết cách ứng dụng để mà thu hút những đối tác mới những khách hàng mới và cả anh chị ở thì đã gia tăng phát triển cái cái lợi nhuận cái cái uh, gọi là cái dòng tài chính của mình lên một cách rất là vượt bậc luôn cho nên là những anh chị nào mà đang khao khát là tìm kiếm một cái bộ công thức để mà mình có thể là phát triển bản thân của mình nâng tâm cái bản thân của mình lên và anh chị có thể là đạt được những cái mục tiêu tài chính cao hơn thì ngày hôm nay anh chị hãy uh, tham gia cái buổi học này công lành thì cuối cái livestream này là sẽ gửi tặng cho anh chị một cái phần quà đặc biệt nhá và và những anh chị mình đã rất là sẵn sàng thì mình có thể comment tôi sẵn sàng được không ạ và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ qua một cái phần rất là quan trọng anh chị ha đó chính là cài đặt lại tiềm thức của mình ở thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phần 2 của cái chương trình này được không ạ và anh chị ở thì giống như là hôm qua Lan đã chia sẻ rồi thì hôm nay Lan sẽ chia sẻ tiếp cái chương trình ngày hôm nay và giống như là có một điều anh chị có nghĩa là anh chị có cảm thấy rằng á cũng là ạ nhiều thử đúng không ạ? để mà chúng ta là uh, phải giải quyết trong cái cuộc sống hai của mình uh, và một cái điều rất là may mắn uh, với anh chị với lành đúng không ạ? Là chúng ta đã uh, thế giới anh chị họ đã tìm ra được cái cách thức để mà cai đặt lại cái hệ điều hành của con người rồi uh, và À, cái người thầy của Lan anh chị đã bỏ ra là hơn 22.000 đô để mà học cái kiến thức này thì đó chính là cái ngôn ngữ lập trình lại tư duy anh chị ha và cái này ha, trong những ngày tiếp theo thì Lan sẽ chia sẻ cho anh chị kỹ hơn về những nhóm tư duy là 7,5% những nhà lãnh đạo kiệt xuất nhất ở và đây là một cái bộ môn khoa học của Mỹ anh chị nhé một người giáo sứ người Anh và một người giáo sư người Mỹ họ đã phát ra cái ngành này và thì hiện tại anh chị rất là nhiều người thành công họ đã ứng dụng luôn và một cái điều anh chị thì là thậm chí là thầy Tony Robbins này thậm chí thậm chí anh chị là những đời tổng thống ở đều là những người học hết luôn anh chị tất cả đều được học tiếng Anh này có nghĩa là tất cả cái muốn này anh chị và tất cả những người thành công đó, là chúng ta cũng giống như là ví dụ như là gọi là một cái nữ quân vật số 1 thế giới anh chị uh, sẽ ám anh chị uh, gọi là uh, và ống hoang nhạc bóp anh chị ha ống uh, hoang nhạc hóp và thậm chí là một cái nữ tỷ phụ ở trên thế giới rất là nhiều người họ thành công trên thế giới và thậm chí là biết bốn anh chị là một trong những người mà nếu như mà anh chị xem những cái cái là uh, số âm nhạc truyền hình ở mỹ anh chị thì chúng ta biết là biết bốn đúng không ạ có nghĩa là tất cả những cái người thành công trên thế giới anh chị họ đều được học và họ đều biết cái ngôn ngữ này và họ thay đổi hoàn toàn cái niềm tin của họ và họ thay đổi cái ngôn ngữ của họ và họ trở thành những cái ngôi sao thành những cái người xuất trọng trên thế giới ngày hôm nay luôn anh chị và chúng ta rất là tuyệt vời ở ngay hôm nay chúng ta đã được học những cái kiến thức này ok cho anh chị ơi? yes ở trên đây lan sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách thức làm như thế nào mà giống như là một người bình thường là họ không biết nhưng mà ngay hôm nay là anh chị học cùng lan thì anh chị sẽ biết được cái cách thức thay đổi rất là nhanh luôn rất là tốt nhưng mà quan trọng là, là anh chị cho anh chị ở cái cách mà anh chị không làm thì nó cũng không có cái chuyện gì xảy ra cả đúng không ạ cho nên là quan trọng là anh chị phải học và ứng dụng. Đúng không anh chị ơi? Bao nhiêu anh chị là cảm kết là à, tôi sẽ học và ứng dụng để mà tạo ra kết quả. Anh chị có thể comment tôi đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để mà có thể là thay đổi cài lại cái tiềm thức của mình? Làm thế nào để mà có thể là thay đổi cái tư duy? Cài đặt lại cái hệ điều hành bên trong của chúng ta cái hệ điều hành bên trong của chúng ta anh chị nó sẽ có những cái cách như sau ạ à. và cách đầu tiên là cái cách dễ nhất mà ai cũng có thể làm anh chị ha và chúng ta đã nghe tới cái cách này đó chính là từ kỳ ám thị anh chị có thể coi máy lại được ạ từ kỷ ảm thì có nghĩa là chúng ta có thể là tuyên bố hay là chúng ta nói về bản thân của mình. À, từ kỷ là nói một mình anh chị, à, nói về chính cái bản thân của mình. À, và anh chị để ý là có rất là nhiều người, nếu như mà anh chị đọc những cái quyển sách uh, gọi là về cái sự tự tin hay là gì đó là chúng ta đọc những cái quyển sách là chúng ta biết. Hay là chị rằng là những người mà họ đậm được hướng anh chị và họ nói những cái điều mình muốn phải đúng không ạ? À, ví dụ như là hôm nay mình rất là đẹp, à, hôm nay mình rất là tuyệt vời, rất là năng động đúng không ạ? thì đó là cũng là một cái cách để mà có thể là từ kỳ ám thì anh chị và lần nói với anh chị hơn cái cách này là cực kỳ hay luôn và lần động giống anh chị có nghĩa là ở ngày xưa là lần ở trong lần hống hống có được đẹp như bây giờ đâu anh chị nghĩa là ngày xưa là lần không có được sánh gãi đâu nhưng mà khi mà lần bị cái bộ cũng thức này á, và lành thường xuyên là nói với chính mình và mỗi lần mà lành đựng chữ cứng là lành luôn nói là thậm chí là lành cai lớn cái dòng chữ ở trên cái, cái kênh facebook của lành anh chị à, tôi là người xinh đẹp và lúc nào lành cũng tự kiểm thì là à, tôi là một người xinh đẹp à, tôi là người thành công tôi là người giàu có thì một cái điều rất là tuyệt vời anh chị khi mà lành liên tục cài đặt vào những cái tư duy đó bên trong mình á thì một thời gian sau không hiểu sao là à, mình càng ngày càng đẹp hơn rất là tuyệt vời luôn rất là ví dụ có nghĩa là cái tệ bao bên trong của anh chị ấy, nó nghe mình lệnh của tất cả những cái duyên ngôn ngữ cái cảm xúc của anh chị à, nếu mà anh chị nào muốn đẹp vậy lắm ạ à? à, đầu tiên là anh chị cứ đựng trực hướng đúng không ạ hay là mỗi lần mà anh chị nói chuyện với chính mình á, anh chị hãy khen mình nhé, hãy nói những điều mình muốn à, như là, à, tôi rất là xinh đẹp tôi rất là tuyệt vời được không anh chị ơi khi mà anh chị bắt đầu khen mình khi mà anh chị bắt đầu yêu thương mình á, tự nhiên là anh chị sẽ thấy cái hình ảnh của mặt của mình á, cái khuôn mặt của mình tự nhiên nó sáng ra và dần dần nó đẹp ra lúc nào anh chị không có hay luôn á đúng không ạ hay là cái cách mà ngay chữ là nói chuyện với khách hàng là anh chưa được tự tin thì hay là lăn động trước lăn lái chiếm như thế này lăn không có tự tin thì lăn bắt đầu từ kỳ ảm thì anh chị tôi là một người rất là tự tin tôi là một excel tôi là một người bán hàng tài ba thì bây giờ anh chị gọi là lăn trở thành một người là đam mê bản hàng và mình rất là đam mê được nói chuyện được chia sẻ với khách hàng À, đó là cái công việc yếu thích của mình một ngày mình không làm là mình không có chịu được một ngày mình không chia sẻ là mình cảm thấy là không có dễ chịu luôn anh chị yes cho nên là anh chị muốn mình muốn có cái điều gì đó anh chị hãy liên tục lặp đi lặp lại từ kỳ ảm thị và chính mình đúng không ạ? Vậy thì cái cách từ kỳ ẩm thì này anh chị có thể là anh chị có thể làm mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên là khi mình tiếp xúc với nhiều người mà mình làm như vậy thì à, hơi kỳ đúng không anh chị? Nhưng mà có thể là trong cái lúc mà mình ở một mình anh chị ha, thì mình có thể là dành khoảng thời gian đó để mà mình từ kỳ ảm thị về chính mình à, Thay vì ngày xưa là gia đình chúng ta dạy cho chúng ta là gì ạ à? à, Anh chị nào mà không may mắn đó, Là mình sinh ra trong uh, những gia đình uh, Chưa được giàu cỏ Thì đa phần bố mẹ chúng ta là hay nói cái câu này đúng không ạ à, Gia đình của mình là nghèo lắm à, Hay là gia đình của mình là nợ lắm <laughs> ta à, Hay là những cái thứ gì Là chúng ta không có đủ tiền để mà mua đâu Nhà mình làm gì có tiền Và vô tình là nó trở thành cái niềm tin Nó vào trong đầu của anh chị À và có nó được cha mẹ của chúng ta lập đi lập lại trong suốt cuộc đời luôn và khi mà chúng ta lớn lên và chúng ta mong muốn là gọi là khi mà chúng ta muốn uh, một cái cái điều gì đó anh chị và tự nhiên là bên trong của chúng ta nó phạt lên thì mình không có đủ tiền nhà mình nghèo lắm uh, nó bị thay đổi luôn anh chị thì bây giờ anh chị phải cai đặt lại được không ạ ơi ờ, anh chị cài đặt lại uh, mình không có đủ tiền để mua thì mình nói là sao ạ không À, tôi dư giả tiền và tôi sẽ mua bất cứ cái gì mà tôi muốn à, và tôi sở hữu những cái gì mà tôi thích tôi giàu có đến mức mà tôi mua những cái thứ gì mà tôi thích à, không cần phải nhìn giá đủ niềm tin động anh chị ở ờ, lần nói với anh chị cái này rất là tuyệt vời có nghĩa là ngay trước anh chị ở lần là làm việc có lúc đó thì anh chị biết là lần mẹ bìm sữa mà ở thì lúc mà lần gọi là, là ra, ra chờ lần bán thì ở đâu có tiền đâu lúc đó hôm nay tháng 6 năm 2021 anh chị lúc đó lan vẫn đang bằng che bằng rau ở ngoài chợ thế lúc đó lan đâu có tiền nhiều đâu anh chị uh, và lan đi gặp một người bạn và lan nói là uh, lan thấy một người bạn của lan đó, là có một cái cái mắt bút cực kỳ đẹp cực kỳ mỏng trời lúc đó lan rất là mê trời mà nhưng mà lan hỏi giá thì bạn mình nói là Ồ cái cả này 20 triệu rồi anh chị biết lúc đó là 20 triệu đối với lan là khổng lồ luôn á uh, và lan ôi sao mình mình uh, sao mà mình khi nào biết khi nào mình có được cái Macbook này trời à, vậy là mình từ giới hàng bản thân của mình rất là nhiều nhưng mà rất là ví dụ anh chị khi mà làm biết cái công thức này này à, và bắt đầu là, là đặt mục tiêu ra và lần ý cái hình Macbook về Rồi là lần à, đăng lên Zalo và lần để chỉ đồ chỉ mình tôi là nghĩ rằng là hôm nay ngay tháng năm tôi sở hữu cái chiếc MacBook này à, và một điều rất là ví dụ à, bây giờ là mình đã có một cái MacBook rất là xinh so Hướng à, hơn cả cái, cái mà mình đặt mục tiêu đó anh chị ơi đó rất là ví dụ luôn À, à, có nghĩa là anh chị chỉ cần cài đặt lại những cái niềm tin mới không à, chỉ là có những cái niềm tin đó anh chị đa phần là lan nghĩ nhiều anh chị đang bị đó là khi mà chúng ta con nhỏ à, cha mẹ chúng ta ví dụ như là à, cái chuyện này thì lan cũng à, hãy kể với một số anh chị nhưng mà cơ bản là sẽ có rất là nhiều anh chị ở đây thì lan kể cái câu chuyện này có nghĩa là có một cái anh chàng kia à, anh tên là Yon, đúng không ạ ở dốn là một người cha à, có vợ có con và uh, người ta đặt tên cho Cái người con này ấy, Gọi là Billy đi anh chị ha Thì anh chàng dồn này ấy, Anh là một người bố một người cha anh chị ha và anh ta có một cái áp lực của một người lớn có nghĩa là anh ta sống trong một cái thế giới của một người lớn và anh ta có một cái cuộc sống là hoàn toàn Chạy lại với con của mình à, là Billy và Billy á, thì là mới năm tuổi thôi có nghĩa là cái bộ óc của bạn trẻ Billy này á, là nó rất là hồn nhiên nó rất là ngây thơ và nó rất là trong sáng à, nó không phải là chịu những cái áp lực như người cha của nó À, như là thế giới của người lớn và bây giờ ở uh, dốn là một người lớn và anh ta đang gặp một cái vấn đề là hiện tại là đang khủng hoảng kinh tế đúng không ạ à, và bây giờ là uh, có một cái khả năng là anh ta sẽ bị mất việc và anh ta là có một cái áp lực là anh ta phải uh, làm một cái cái gì đó để mà nuôi sống cái gia đình của mình à, mình phải biết uh, tiệt chế cái tài chính và mình phải biết là phát triển lên thì có một cái nỗi lo ở bên trong đúng không ạ à, thì gọi là cái nỗi lo của một người lớn à, và anh ta phải tìm mọi cách để mà cải thiện là cái cuộc sống tốt nhất có thể để mà có thể là nuôi sống gia đình của anh ta đúng không ạ và đó là cái chuyện vấn đề của người cha này nhưng mà biểu lý là người con không hiểu vấn đề đó tại vì biểu lý chỉ là một đứa trẻ thôi và nó không nó chưa có biết uh, là à phải đồng thuế này hay là phải đóng tiền điện này hay là uh, bà ba mình là phải đóng tiền nhà này hay là ba mình là phải uh, lo tiền ăn tiền ảo quân uh, tiền học hành vân vân đúng không ạ tiền nước tiền cơm tiền gì đó À, được con nó không hề biết và nó không biết nhiều cả và bằng nhỏ chưa biết cái chuyện đó và trong một cái hôm đó, thì vô những biểu lý đi chờ mua sắm à, mua thức ăn và ngày hôm đó thì biểu lý à, thấy một cái món đồ chơi và hỏi cha của mình rằng là ba ơi à, mình rất là thích cái món đồ chơi này ba mua cho con được không thì trong đầu đứa trẻ biểu lý này nó rất là thích cái món đồ chơi đó và nó muốn mua rằng là cha sẽ mua cho nó à, đơn giản là như vậy thôi nhưng mà trong bộ nào của dốn đó, là cái người cha anh chị thì anh ta đang có một cái suy nghĩ là gì ạ à? bây giờ cái gia đình của chúng ta là đang khó khăn về tài chính và bây giờ là mình cần phải tiết chế cái tài chính ở cho nên là không mua những cái thứ không cần thiết đúng không à? ạ rõ ràng rằng đó là một cái suy nghĩ đúng và anh ta suy nghĩ là và nói rằng là ừ, có ngà, mình không mua được đâu mình không đủ tiền để mua đâu và điều đó rất là hợp lý với anh chàng dối này với cái người cha nhưng mà đối với cái người con á, À, là cái bàn biểu lý này. Thì khi mà bạn nghe cái điều đó là bạn hiểu như thế nào ạ? À, à là cha nói rằng đó, là không mua được. Có nghĩa là mình không xứng đáng, à, mình không được yêu thương. Nếu như mà cha yêu thương mình đó thì cha đã mua cho mình rồi. À, nhưng mà không mua cho mình, Có nghĩa là mình không đáng để cha mẹ yêu thương. À, và nó từ suy diễn ra rằng là cha mẹ không yêu thương mình. Và bố tình rất là nhiều bạn, rất là nhiều anh chị đã từng gặp cái chuyện này. Đúng không ạ. Và vô tình là chúng ta mong muốn một cái cái sự thành công để mà chúng ta được cha mẹ của mình là được yêu thương và được chấp nhận một cái sự thật là cha mẹ của anh chị rất là yêu thương anh chị đúng không ạ? Thực sự là cha mẹ của chúng ta rất là yêu thương chúng ta. À và chúng ta đã hiểu nhầm rồi anh chị. Và rõ ràng rằng á là cái người cha này đúng không ạ? Cái người anh dối này là không có ý làm điều đó. Và một số anh chị nói rằng là uh, giải thích cho nó hiểu thì thế giới của mình anh chị Và thế giới của nó là khác nhau Có nghĩa là của một người lớn trưởng thành Trách nhiệm của một đứa trẻ hôn nhiên Nó không có hiểu được Cái chuyện mà chúng ta hiểu đâu anh chị Và rất là nhiều thứ Thì đó là một cái ví dụ Và uh, để mà Lan chia sẻ rằng là Anh chị có một cái sự kiện trong quá khứ Hay là một cái sự kiện là nó nho nhỏ như vậy thôi Nhưng mà nó tạo thành một cái hệ niềm tin Rất là quan trọng Trong đầu của anh chị uh, Trong con của anh chị Và điều đó nó tạo ra một cái cảm giác là tôi không xứng đáng à thì chúng ta đã biết rồi cái tư duy triệu phủ rồi đúng không ạ nếu như mà chúng ta có cảm giác không xứng đáng thì bạn sẽ không đạt được điều đó và vô tình là bây giờ là à, chúng ta phải thay đổi là gì ạ cái điều tốt nhất là chúng ta phải để rồi à chúng ta không biết là cái sự kiện à, chúng ta có trong quá khứ là gì thì nó đã xảy ra rồi à, nó đã thành cái niềm tin của mình rồi bây giờ thì chúng ta phải thay đổi thì cái cách tự nhất là anh chị ha đó chính là gì anh chị ơi anh chị có thể comment được không ạ À, cái cách thứ nhất để mà thay đổi uh, lập trình lại tiềm thức của mình là gì ạ? À? Ừ, dạ đúng rồi, anh chị comment ha. Đó chính là từ kỳ ám thị. Đúng ạ, à. từ kỳ ám thị bằng cách là mỗi ngày có thể là anh chị nhìn vào gương. Hoặc là mình có thể đọc những cái lời tuyên bố về bị mật tư duy trụ phụ. À, thì anh chị nào mà được tham gia vào nhóm học tập công Lanh đó à, thì uh, anh chị sẽ được mỗi ngày anh chị sẽ được uh, lập trình lại cái niềm tin này mỗi ngày anh chị sẽ được tuyên bố những cái tư duy chiều phủ này Công với là ở uh, nhóm công việc câu lạc bộ của mình à, thì anh chị có một cái chương năng lượng anh chị thay đổi rất là nhanh luôn cho nên là anh chị nào mình muốn là tham gia học tập đồng hành với uh, nhóm của lan với câu lạc bộ của lan để phát triển uh, chị tuổi mỗi ngày thì anh chị có thể là nhận vào cái lý nhóm giải avatar của lan thì lan sẽ gửi tặng một vẻ miễn phí để mà anh chị có được một cái môi trường học tập phát triển tư duy của mình một cách là vượt trội luôn anh chị ha và cái bộ tư duy này á, thì là không phải là lăn chị ra anh chị ha à, cũng phải là câu lạc bộ mình chị ra mà đây là một quyển sách đúng ạ à, đó là cuốn sách mà gọi là best Seller của anh luôn anh chị giờ động là bestseller của thế giới luôn đó à, và đây là cuốn sách là bị mật tư cho triệu phú từ ống à, cơ của cái ống mà gọi là đã cỏ sẵn rồi thì bây giờ là lan ẩn dụng luôn đúng ạ và lan gửi tặng cho anh chị luôn có nghĩa là mình mượn luôn của này tới hắc y cho nó nhắn anh chị đúng không ạ chứ mà bây giờ là uh, mình mất cống là mình phải trẻ anh chị ở uh, trẻ là mất cống là nó sai làm anh chị đúng ạ Và mình hãy là học từ người thành công và thành công luôn à, sướng hơn không anh chị ơi đó là những cái tư duy uh, đó là mình cai đặt lại đúng không ạ mình học đi ạ uh, mình học đi mình đọc đi đọc lại mỗi ngày đúng không ạ thì đương nhiên đó, nói chị nói về cái tài chính thôi nha anh chị ở con về sức khỏe thì nó lại có một cái tư duy khác cái này thì trong những cái livestream tiếp theo thì lan sẽ chia sẻ với anh chị sau ha à? thì sẽ nói thêm về cái tư duy và cái sức khỏe đúng không ạ vậy thì cái tư duy triệu phú may mắn là mình bắt đầu ở thì trong ngày mai anh chị thì chúng ta sẽ nói về uh, gọi là um, cái bộ tư duy này anh chị nhá chuyển sâu về cái bộ tư duy này thì hôm nay là chúng ta ở uh, gọi là Ừ, bắt đầu hoàn thành về cái uh, công cụ Thì ngày mai là chúng ta sẽ nói về cái tư duy triều phú Đúng không ạ Tư duy khỏe mạnh Tư duy hạnh phúc Thì trong cái chuỗi uh, lái chim này Thì Lan sẽ phân tích từ từ uh, Để mà các anh chị em yên tâm đi ha Thì là chúng ta sẽ từ từ chúng ta đi từng bước Và chúng ta sẽ học đi học lại nói đi nói lại cho chị Minh nghe được không anh chị ơi và anh chị hình giống là có những cái chuyện nó thù đồng ở là chúng ta phải nghe đi nghe lại bao nhiêu năm trời có thể uh, 20 năm 30 năm 40 năm 50 năm là họ đã cai cho chúng ta những cái tư duy đó rồi và bây giờ chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta vừa mới gọi là một lần hai lần thì làm sao mà chúng ta tin được anh chị quan trọng là chúng ta tin À, vậy thì bây giờ uh, chúng ta phải học lý học lại để mà nó cho nó là thẩm nhuân những cái tư tưởng mới à, nó thẩm nhuân vào từng cái tế bào vào tim thức của chúng ta và khi đó anh chị cái tư duy đó là chúng ta đang ở uh, dẻo những cái hạt mâm đó uh, và nó mới có những cái cây gai trong tim thức của chúng ta thì nó có những cái cây mừng hay là tạo ổ gì đó bây giờ là mình trong cái cây nó ra quả rồi thì sao ạ à? yes. à, uh, thì mình phải là gieo hạt tiên, đúng không anh chị ơi à, bây giờ mình mở gieo thì là không có gặt được liền à, có anh chị nào ở đây là mình mới gieo à, một cái hạt tạo xong là ngày mai nó có quạt tạo luôn không anh chị ơi à, mà mỗi ngày là chúng ta phải là sao cai đặt cai đặc đi cai đặt lại à, mỗi ngày chúng ta phải tưới nước à, phải bỏ phấn à, mỗi ngày chúng ta phải trao yêu thương à, cho cái cái tiên này ngày nào chúng ta cũng phải dành ra à, chúng ta phải đọc đi đọc lại anh chị nhá dạ rồi à, rất là tuyệt vời xin chào chị thu thủy nhé À, có nghĩa là những cái tiếng bổn ngay anh chị để mà cái cây là nó dân dân lượng lên à, và cho đến khi là cái cây này nó mọc rễ ra anh chị nghĩa là những cái rễ của nó là bắt đầu là cảm số cảm số cảm số xuống mặt đất nó rất là chắc chắn rồi à, thì bắt đầu là nó sẽ lớn lên nó ra hoa nó ra quả à, thì chúng ta đã biết rồi đúng không ạ à, lúc đó là anh chị có một bầu chơi quả ngọt À, lúc đó là dòng tiền từ tội với anh chị anh chị giống như là một cục nam trong thủ tiền bạc yes à chính là cái lúc đó thì là nó hỗ trợ cho cái niềm tin từ giao có những cái tư duy chiều phủ đó nó trở thành cái tư duy của chúng ta và khi mà cái tư duy chiều phủ này nó đã trở thành cái tư duy của chúng ta rồi thì sao ạ à? À, thì chúng ta có một cái gọi là ban đầu lần đã nói rồi à, thì sao thì chúng ta sẽ có một cái cái mà với anh chị đó là anh chị cảm nhận cảm tính cái cảm tính của chúng ta bây giờ không phải là của một người không thành công được mà cái niềm tin cái hệ tư duy cái hệ điều khanh của chúng ta nó đã thay đổi và cái hệ điều hành của người giàu nó đã được cài đặt bên trong này rồi anh chị à, và cái hệ điều hành của người triệu phú nó đã nằm bên trong của chúng ta rồi thì lúc này đấy những cái cảm tình của chúng ta ở những cái cái mà chúng ta dựa trên cái cảm giác nó sẽ là cảm tình của người giàu đúng không ạ yes ở chính xác anh chị nếu như mà cái người thành công anh chị họ cũng làm theo cái cảm giác của họ nhưng mà cái cảm tình này là nó thành công rồi bởi vì bên trong họ có cái tư duy thành công rồi à, bởi vì là bên trong họ là đã có à, một là một bông lớn này một cái kiến thức gọi là hệ tư tưởng gốc rễ của người giàu luôn rồi cho nên là họ làm họ đưa ra cái cảm tính của họ nhưng mà những người chưa thành công thì sao à? họ cũng làm theo cái cảm tính nhưng mà họ không thành công được bởi vì bên trong gốc rễ của họ là không có cái cảm tính thành công yes anh chị hiểu ý của anh nói chưa yes có nghĩa là từ đầu tiên là chúng ta phải thay đổi lại anh chị thì đó là cái cách đầu tiên anh chị ha uh, lặp đi lặp lại ok cho anh chị ơi Yes, rồi anh chị ghi lại cái này giùm Lanh ha. Rồi bây giờ Lanh sẽ chia sẻ cách thứ hai. Thì cái cách thứ hai này á, nó rất là hay anh chị ha. Thì nó đang ở một cái mức á. Đâu anh chị? Yes, và anh chị có biết là cái cách thứ hai này là gì không ạ? Ờ, Rồi anh chị có thể comment cho Lanh ha. Ờ, ở, rất là nhiều anh chị ở một anh chị comment khác nhau rồi rất là tuyệt vời luôn Mời anh chị gửi comment tiếp ha ừ, dạ thì cái cách thứ hai đó anh chị đó chính là cái cách là gọi là xúc tích cực anh chị ha xúc tích cực xúc tích cực có nghĩa là sao à là khi mà anh chị tham gia vào một cái trải nghiệm gì đó và cái trải nghiệm đó rất là tuyệt vời nó rất là hạnh phúc nó rất là tích cực thì nó sẽ tạo nên một cộng hưởng đề để mà chúng ta trở thành một cái niềm tin nó rất là lớn và cái cú xúc tích cực này á, nó rõ ràng á, là một cái người á, mà đã tạo ra bởi vì là chúng là những cái niềm tin ở không tích cực cái điểm đến anh chị và chúng ta đã tạo ra trong quá khứ thì nói chung là những điều không tích cực anh chị nhé có nghĩa là xúc uh, mà anh chị có thể là lần đầu tiếng, uh, ví dụ như là uh, bạn thức tấn thì ở uh, đó thì lan con nói nhẹ nhất anh chị ha con có những uh, anh chị là con kính hơn nữa uh, thì những cái cụ xúc đó nó tạo nên cái niềm tin không tích cực của chúng ta. Vậy thì cái việc của chúng ta là từ tạo ra những cú xúc tích cực. Vậy thì cú xúc tích cực là như thế nào? À, uh, là chúng ta có những cái thành công. Uh, và chúng ta nhớ mãi, nhớ mãi và nó làm cho chúng ta tạo nên một cái niềm tin một cái niềm tin rất là lớn một cái niềm tin rất là mạnh mẽ để mà chúng ta thành công giống như là cái câu chuyện sao ạ à, anh chị khi mà bản thân của lan anh chị à, gọi là lan à, gặp gặp một cái sự việc mà nó chưa có được may mắn anh chị à, và lúc đó thì lan không có giữ được cái số tiền của mình à, tại vì giống như mình lao ra mình kinh doanh mình đầu tư mà lúc đó lan không có có nghĩa là Lanh không có tư duy không có kiến thức của người thành công và lúc đó thì uh, Lanh không có uh, giữ được cái tiền của mình. Thì lúc đó Lanh uh, rất là không thoải mái. Và một cái điều rất là tuyệt vời có nghĩa là trong cái ngày hôm đó uh, từ là Lanh gặp một cái sự việc mà nó đã mang tới cho ở uh, có nghĩa là bên trong của Lanh nó hội thúc Lanh hành động anh chị, hội thúc Lanh tham gia vào cái cơ hội đó uh, và động những cái cơ hội kinh doanh đó. Thì khi mà trong ngày hôm đó khi mà Lanh tham gia vào cái cơ hội đó anh chị. Uh, và rất là tuyệt vời à, chị trong vòng là cái thời gian rất là ngắn thôi à, thì lành là có thể là tạo ra được những dòng tiền tạo ra được những cái dòng lời nhuận à, chị trong vòng vài tháng thôi à, lành đã là, à, có thể thanh toán hết tất cả những cái số tiền mà à, chưa dương của mình và mình còn tạo ra những cái tài sản rất là tuyệt vời cho bản thân của mình nữa à, và nó tạo thành một cái niềm tin rất là tích cực cho mình à, nó tạo ra thành một cái cổ sốc tích cực cho lành có nghĩa là cái cổ sốc của lành nó đó, đó chính là Khí mà tiềm thức của mình anh chị nó mất bảo cho mình à, là mình phải làm cái việc này và bên trong của mình nó có một cái năng lượng rất là hào hứng rất là phận khởi uh, gọi là trang lên năng lượng thì lúc đó anh chị hãy làm đi ạ và anh chị hãy hành động máy đi ạ tại vì là anh chị đang ra một cái quyết định nào đó tôi phải thay đổi cuộc đời của tôi tôi phải thành công và lúc đó tiềm thức mắng tới cái nguồn lập cho anh chị và nó hỗ thúc anh chị phải hành động thì lúc đó là uh, anh chị hãy hành động đi ạ và lúc đó thì Lanh uh, hành động anh chị và lần đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời lần và nó tạo ra cho lành một cái niềm tin tích cực vào cái niềm tin vào tiềm thức anh chị. Dạ ừ, đúng rồi. Và bây giờ anh chị để ý, đa số là anh chị đã quên mất cái việc mà ăn măng thành công của mình. Những cái việc mà không thành công là chúng ta không vui, chúng ta lại hay nhớ. <laughs> Nhưng mà những cái thành công thì chúng ta lại không có nhớ không có trân trọng cho nên là lan muốn nói với anh chị là từ thời khắc này khi mà anh chị có bất kỳ cái thành công gì dù nó nhỏ xíu như con tiền ở như cái hạt bụi thôi thì chúng ta cũng hãy ăn mừng anh chị nhé cũng hãy biết ghi nhận wow mình giỏi quá đúng không ạ wow mình siêu thành công mình thông minh quá wow mình giàu quá mình xuất sắc cả à, ngay cả việc đơn giản là ngày hôm nay khi mà anh chị thức dậy và anh chị con sống thối thì đó là một cái thành công rất là lớn rồi đúng không ạ và bao nhiêu người đang muốn có một cái sức khỏe một cái chị nào tốt để mà có thể có một cơ thể khỏe mạnh mình thức dậy mình có thể làm việc được thì đó là một cái thành công quả lớn rồi anh chị khi mà mình có cái sức khỏe là mình đã thành công rất là lớn rồi gọi là trời ơi mình rất là tuyệt vời à, mình thành công mình mạnh khỏe thì đó là cái lúc mà mình tạo ra cái thành công Nối cái việc đó thôi là mình đã thành công quả lớn rồi anh chị bao nhiêu người là không có được cái điều đó vậy bây giờ bắt đầu một cái thành công ôi ví dụ là uh, tiền về là vài trăm nghìn ở vài triệu thậm chí là vài chục triệu ở uh, thậm chí là vài nghìn thì anh chị cũng ăn mừng à, bao nhiêu trong số anh chị là thích tiền về ạ à? à, cảm ơn à, yes cảm ơn anh chị ha vậy thì tiền về hay là về nhiều uh, có thành công không anh chị ơi à, điều là thành công hết đó anh chị có tiếng là có phúc cho nên là ở tiền về là 1.000 hay là 100.000 hay là 5.000 ở 10.000 hay là 1 tỷ hay là 10 tỷ ở thì chúng ta rêu ăn mừng đúng không ạ và chúng ta hãy ăn mừng cho Lan nhé thành công thì mới nối tiếp thành công thành công nhỏ thì mới tạo ra thành công lớn bạn phải ăn mừng và tạo ra và ghi nhận đó chứ nhiều bạn nói rằng là ở tiên về 100.000 ở 100.000 ít quá không có được à, không có ở tiền về bao nhiêu thì là chúng ta hãy ăn mừng 7 nhiêu ạ à. được không anh chị ơi tiền về 100 nghìn á, là cũng mừng, tiền về 100 triệu là không thoải mái là chúng ta phải uh, tạo nên cũ xúc anh chị anh chị nhớ uh, hôm qua không ạ chị rất là ra quyết định tiêm thức thì đồng ý và cho thêm dụ như là anh chị á, uh, giả sử ví dụ như là một cái người nào đó uh, mà họ tặng qua cho anh chị ví dụ như là một người người bằng trái uh, hay là một người chung họ tặng qua cho anh chị có thể uh, mỗi đầu tiên họ tặng cho anh chị một quà nhỏ nhỏ nhưng mà anh chị không có nhận thì anh chị để ý uh, nhận lần sau họ có tặng nữa không ạ à, họ không có tăng luôn <laughs> à, thì có nghĩa là à, khi mà anh chị nhận được một cái món quà nào đó từ vũ trụ anh chị cũng hãy thể hiện cái niềm vui của mình cái sự ăn mừng của mình thấy tiền biệt rằng là à, anh chị rất là thích tiền anh chị rất là yêu tiền và bắt đầu vũ trụ mang nhiều tiền tới cho anh chị nữa bắt đầu số tiền nhỏ hấp dẫn số tiền lớn đúng không anh chưa à, giống như là cái câu chuyện mà lan chia sẻ với nhiều anh chị ở à, ngay xưa cái cái, cái hụ quỹ từ do tài chị của lan anh chị ở cái hộp quỹ tự do tài chị của lan đó đây ở đây là cái hộ quỹ tự do ta chính của lan anh chị có nghĩa là ngay trước anh chị ở lan bán hàng ở chợ thì cái lúc mà lan bằng tre bằng rau ở chợ anh chị thì một ngày là anh chị có bỏ nghìn hai nghìn đây anh chị này ở đây là một cái cọc tiền của lan đây, anh chị biết là chỉ có là ở tờ một nghìn tờ hai nghìn thôi ở tại vì lúc đó lan chưa có tiền mà anh chị không có tiền và lan chỉ bỏ uh, một ngày như vậy thậm chí là tờ 500 trăm đồng tiền rất gì lan còn bỏ vào luôn uh, và bắt đầu lan bỏ những cái đồng tiền nhỏ như vậy anh chị và một điều rất là ví dụ ở lan bắt đầu học tập phát triển thay đổi cái suy nghĩ bên trong của mình lan bắt đầu tích cực hơn à, lan bắt đầu là uh, biệt ơn hơn vui vẻ hơn hạnh phúc hơn từ bên trong thì bắt đầu anh chị ở bên ngoài lan bắt đầu thay đổi tư duy của mình lên thay đổi cái giá trị bên trong của mình lên và bắt đầu làm thu hút cho mình những cái nguồn lực mới những cái cơ hội mới những đối tác mới những khách hàng mới và bắt đầu là làm gia tăng cái dòng tiền của mình lên thứ tư anh chị có nghĩa là khi mà anh chị phải bắt đầu trấn trọng và ăn mừng tư những cái số tiền nhỏ nhất của mình thì bắt đầu anh chị mới thu hút những cái số tiền lớn hơn được đúng không ạ giống như là giả sử như là anh chị có một cái món quà và anh chị gửi tặng cho ai đó mà họ không có trấn trọng nó ở ít quá tặng gì mà ít quá chó gì mà ít quá à, thì anh chị lưng sau còn muốn tặng cho người này nữa không ạ <laughs> anh chị có mến ạ ừ, đúng rồi nhưng mà nếu như bây giờ anh chị có một món quà và anh chị gửi cho một người nào đó mà cái người đó trời ơi, họ rất là Biệt ơn anh chị họ rất là yêu họ rất là mừng họ cảm ơn anh chị họ ấn mừng và anh chị trời ơi em rất là vui em rất là thích món quà này của anh chị thì à, sao rồi à, lưng sau anh chị muốn là mình phải có nhiều quà để mà cho người này hơn nữa đúng không anh chị ơi đúng không anh chị à, đó thì bản thân của mình còn phải như này anh chị ha bắt đầu ăn mừng và bắt đầu cảm thấy hạnh phúc và trân trọng từ những cái đồng tiền nhỏ nhất của mình à thì tiềm thức sẽ đồng ý và cho nhiều hơn nữa có nghĩa là khi mà chúng ta thấy tiên về chúng ta ăn mừng gọi là ở oh, trời ơi, mình giàu quá tôi là nam chống hữu tiền à trời ơi tôi giàu quá tôi có rất là nhiều phước lành à phước lành của tôi là tiên về thì tiềm thức của chúng ta thì nói gì ạ à? à đồng ý và cho nhiều tiền hơn nữa bắt đầu cái năng lượng này nó bắt đầu nói về chuyên sâu anh chị ha thì bên trong chúng ta đều là năng lượng và khi mà chúng ta tạo ra một cái năng lượng đó, thì nó sẽ đồng ý vai cho thêm nó tiếp tục nó phát ra những cái chương năng lượng ở tất cả chính cái cơ thể của chúng ta và đều tạo ra từ những cái chương năng lượng anh chị mà chúng ta tạo ra một cái chương năng lượng thì nó tạo ra một cái chương năng lượng bên ngoài và nó tương tác với cái vụ trụ thức với chương năng lượng bên ngoài Và nó bắt đầu hấp dẫn à, Nó hụt cơ hội tới Nó hụt quỹ những phu trợ tới Nó hụt công việc mới tới à, Nó hụt tiền và tài sản tới Nó hụt à, bây giờ là 100.000 Thì anh chị hãy ăn mừng Thì nó sẽ cho 100 triệu à, 100.000 hay là so với 1 tỷ đô So với toàn vũ trụ này Thì nó ít hay là nó nhiều à? À, Nghĩa là bây giờ anh chị có 1.000 à, Là 1.000 tỷ là 24 tỷ So với tổng tài sản Với cả vũ trụ này à, Thì là Bao nhiêu à? à cả vũ trụ là chưa nói là trái đất thôi ha Có nghĩa là cả trái đất luôn thì là có uh, nhiều không ạ? À? Và nếu như mà bây giờ mình so với cả vũ trụ thì sao ạ? À? Cả vũ trụ thì uh, nó giống như là một giọt nước, đúng không anh chị ơi? Một tỷ đô, uh, một cái công ty Apple là nó đã 2.000 tỷ đô rồi uh, Một tỷ đô là bao nhiêu thị trường về những dưỡng sức khỏe chủ động uh, Năm 2022 vừa quá là nó đã hơn 20.000 tỷ đô rồi anh chị một thị trường về sức khỏe còn về những cái thị trường khác về tài chính là nó còn kính không hơn nữa à, anh chị ha thị trường về đồng sản bất động sản hay là vàng hay là máy mặt hay là công nghệ nhiều thị trường mà ở chúng ta điểm thì là điểm tới ngày mai chưa hết đúng không anh chị thì rõ ràng rằng á là một nghìn đồng hay là một tỷ đô với vũ chú của anh chị thì nó đều rất là nhỏ mà anh chị chỉ là con của vũ trụ đó à, cho nên là anh chị mong muốn cái gì à, thì anh chị hãy nói ra về vũ trụ của mình à, và hãy trân trọng từ những cái điều nhỏ nhất của mình đúng không ạ và rõ ràng rằng anh chị à, một tí ấy, nó chỉ là một cái giọt nước rất là nhỏ so với vũ trụ thôi và đó là lý do tại sao mà đối với vũ trụ anh chị ha và nếu như mà anh chị lấy một tỷ đô mà anh chị chia cho tổng tiền của vũ trụ thì nó sẽ là à, không, phải không không, 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 không. À, nhiều số không một phần trăm anh chị ha và anh chị lấy cái con số là một trăm nghìn tỷ thì nó cũng là không phẩy không 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 phẩy đúng không ạ à, rất 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 là nhiều số không thì đối với vũ trụ là có một trăm nghìn và một tỷ đô la là nó đều ý như nhau anh chị hiểu ý của anh nói chưa ạ giống như là bây giờ ở chúng ta làm một bài toán và chúng ta thấy là cái số nào nó dài quá là chúng ta sẽ cắt bớt và chúng ta làm tròn nó giống như vậy à, thôi mình làm tròn À, nó quá nhỏ so với vũ trụ. Cho nên là nếu như mà tiêng về 100 9 thì anh chị cũng hãy ăn mừng cho lành đúng không ạ? Và hãy xem nó giống như là một chấm tiêu à một tỷ giống ha anh chị? À một chấm nghìn đó vậy đó, hay là một tỷ đô vậy á, anh chị hãy ăn mừng giống như là một tỷ đô vậy anh chị. À tại vì là đối với vũ trụ anh chị, 100.000 hay là 1 tỷ là nó như nhau. À đúng không anh chị? 100.000 hay là 1 tỷ đô à đối với vũ trụ là nó như nhau. Đúng không ạ? Cho nên là anh mới nói với anh chị là mình phải tạo ra một cái cú xúc tích cực. Là nó như vậy luôn luôn anh chị, luôn luôn ăn mừng thành công. Hay là khi mà anh chị đến được cái nơi mà mình muốn và anh chị mua được một cái thứ gì đó, mình mua, ở mình mong muốn. Ví dụ như là bạn có một cái ước mơ, ví dụ như là anh chị có một cái ước mơ là à, anh chị phải là ở trong tháng hay là anh chị phải đạt được anh chị phải mua được, đúng không? mình phải trích một cái phần nhỏ cái lợi nhuận của mình ra để mình mua một cái iPhone 4 chẳng hạn. Hay là mình mua một cái bộ đồ hiệu chẳng hạn thì anh chị cũng hãy ăn mừng. À, à hay là một cái đồng hồ mà mình yếu thích chẳng hạn thì anh chị cũng hãy ăn mừng. Thậm chí là anh chị để được một cái quốc gia nào đó. Hay là anh chị để được một kỳ uh, đi du lịch nào đó. Hay anh chị tặng được cái một món quà gì đó cho con của mình hay là uh, cho ba mẹ của mình. À, thì anh chị còn hãy ăn mừng. Đúng không anh chị? Rồi, anh chị hãy comment lại cho Lan ha. Tôi luôn ăn mừng từ những thành công nhỏ nhất của tôi. Tôi luôn trân trọng từ những thành công nhỏ nhất của tôi. Được chưa anh chị ơi? Dạ thì đó là những cái cái mà mình sẽ tạo ra cuộc sống tích cực đó anh chị ha. À, và nếu như mà không ai ghi nhận phương từ đó thì ở uh, trên chúng ta phải là cái người uh, ghi nhận cái thành công của mình. Đúng anh chị ơi. Thì đó là cái cách thứ hai anh chị ha. Cái cách uh, cài đặt tư duy về thành công và trong tiềm thức thì cái cách thứ ba anh chị đó là một cái cách tuyệt vời nhất à, ví dụ như là anh chị ha thì bây giờ thì Lan sẽ uh, hướng dẫn cho anh chị cái cách mà thứ ba đúng không ạ? và uh, trong cái cách thứ ba này anh chị nó hiệu quả nhất luôn anh chị nhé nó hiệu quả hơn gấp một nghìn lần so với hai cách trước đó và cái cách thứ ba này là cái cách mà anh chị phải nghe thật là kỳ anh chị ha. Mà cái cách đầu tiên thì ai cũng có thể làm được. Nhưng mà cái cách thứ ba này chỉ có những người được học, được đào tạo bài bản mà có thể làm được thôi. Và hôm nay thì Lan sẽ đào tạo cái cách bài bản cho anh chị. Cái cách thứ ba này và cái cách thứ ba này có thể là có thể là nó mất cái thời gian có thể là mình thay đổi được cái niềm tin gốc về của anh chị nhưng mà cái cách thứ ba này nó sẽ ngay lập tức thay đổi nó có một cái tác động mạnh hơn gấp cả một nghìn lần so với hai cách trước và đây là cái cách một bộ thối miên khóa học anh chị nhé anh chị nhận... À, những nh được nghiên cứu từ những giáo sứ này, từ những tiến sĩ ở Mỹ anh chị ha, có băng cấp đoan hoàng luôn thì là uh, chủ tịch chính huy là người thầy của lan đó cũng có những cái băng cấp rất là đoan hoàng uh, trong cái môn này anh chị, đó là những cái chứng chỉ uh, rất là đoan hoàng luôn, chứ không phải là học chơi chơi đâu anh chị, cho nên là anh chị lưu ý ha, cho nên là anh chị học theo uh, lan học theo câu lạc bộ thì là rất là chuẩn rồi anh chị, thì có một cái điều anh chị là cái cách thứ ba này là nó cai đặt và nó thay đổi lại tiêm thức Thôi miên anh chị ha Thì chính là một cái liều phạm thôi miên Và nếu như mà anh chị Nào á anh chị Mà anh chị có xem cái chương trình là uh, Thôi miên trên internet à, anh chị Ví dụ như là chương trình là Scott á à, Thì anh chị biết là có một cái người giảm khảo anh chị Là có một cái chương trình Có một cái số rất là nổi tiếng luôn đúng không ạ à, Anh chị nào hay xem á, thì anh chị biết Có nghĩa là có cái ông giảm khảo á, Thì ông này có một cái niềm tin á, Là ông cảm giác của ông á, Là ông có một cái nội sở gì đó về cái việc mà bắt tay người khác và ông ấy không bao giờ bắt tay chân với ai cả và nếu như mà ông bắt tay với người nào thì bắt buộc là ông ấy phải đeo bao tay vào nhưng mà cái lúc đó thì là có một cái nhà ảo thuật lên anh chị và gọi cái nhà ảo thuật thôi à, chứ thật ra là một thầy thôi miên anh chị thôi mình cái level cao hơn thôi à nhưng mà chúng ta không cần phải lên cái level đó đâu anh chị chúng ta lên cái level sơ khai cơ bản thôi thì chúng ta cũng có thể là thay đổi cái hình niềm tin và cái tư duy của mình rồi không nhất thiết là mình phải bực thầy như anh đó à, anh đó mới làm một cái liều chân thôi miên và thôi miên cái người giám khảo này anh chị và một điều vô cùng nhiều diệu là cái chàng trai này khi anh giám khảo này á, là thôi miên sống á thì anh ấy lưng đầu tiếng hướng suốt bao nhiêu năm trời anh ấy đã bắt tay chân với tất cả mọi người luôn có nghĩa là không ai tin nổi luôn anh chị anh ta đã uh, gọi là như thế nào bằng cái cái điều đó nhé rất là hay luôn bởi vì uh, cái anh chàng này anh chị ở uh, đã tạo ra một cái niềm tin mới anh ta đã bắt đầu khai đặt một cái niềm tin mới cho người giám khảo đó qua cái người niềm tin này anh chị thì ở uh, là nói thêm anh chị ha có nghĩa là cái người giám khảo này là anh ta rất là sợ bắt tay chừng thì cái ông này ông mới khai đặt là cái niềm tin mới là gì à, à bạn đang có một đôi bao tay và đôi báo tay này là vô hình à, Và nó vô hình Nó vô trong niềm tin của ông bác giám khảo đó luôn à, Và tự nhiên là chúng ta sẽ nghe xong câu đó là Chúng ta nói là Ủa làm sao mà tin được đúng ạ à, Chưa nói về mà cũng nghe được Nhưng mà rõ ràng ràng đó anh chị Là nó Có thật luôn anh chị Và nó đã đi thẳng vào cái tiềm thức của người giám khảo này Và anh ta đã tin tuyệt đối giống như vậy luôn À, rất là tuyệt vời đồng anh chị không còn phải nghi ngờ về cái điều đó luôn và vô tình là ông ấy nhìn thấy cái bàn tay của mình á ông ấy tưởng là à, đang có một cái đôi bao tay vô hình luôn à, rất là kinh khủng luôn anh chị có nghĩa là tất cả đều là khoa học hết anh chị và đây là những cái câu chuyện à, thật rồi thì anh chị có thể là lấy youtube anh chị kiếm đi ạ à, bây giờ thì chúng ta sẽ nói tới cái cách là biện phạm thôi miên anh chị ha à, và cách này anh chị thì lan cũng đã khai đặt anh chị có nghĩa là uh, lan cài đặt hơn, anh chị uh, chữ có thể uh, lan nói cái dòng nội của lan á là um, chưa nghe được rõ đâu, mọi người chưa dễ nghe được cái dòng nói của lan lúc thì bắt đầu lan cũng tay vào à, tôi có một nói dòng nói rất là ngọt ngào dòng nói của tôi rất là hay rất là chuyên cảm hứng rất là năng lượng à, thì một điều rất là tuyệt vời anh chị có nghĩa là cái dòng nói của mình là càng ngay được cái càng cải thiện luôn anh chị à, và cái dòng nói của mình đó là nó càng ngay càng dễ nghe hơn à, càng ngay nó càng hay hơn và đặc biệt là kỳ kỷ niệm của lan đó ngay trước các anh chị khi mới vào cô lạc bộ Lan không biết điều này là cái chị nhậu lan đó là đồng đấu là lan quên đấy và nếu cái niềm tin rằng à Lan là cái người rất là hay quên Và Lan còn đi kể với bạn bè của mình nữa. rồi Rồi sợ Lan mua là hoặc à, hoạt huyệt dược nào này Rồi mua rất là nhiều thuốc về à, Nghĩ rằng là những cái thứ đó có thể giúp cho mình là Cải thiện cái trí nhớ của mình Nhưng mà suốt ngày là chỉ kỹ là à, Lập đi lập lại là chắc là mình à, rất là hay quên Mình không có nhớ à, mặc dù là uống thuốc á, nhưng mà bên trong anh chị là cứ nói những cái cái điều đó thì là à, mình uống những cái thuốc tiếng đơn nhiều dược nó cũng không có tác dụng đâu anh chị nên là quan trọng là cái niềm tin bên trong của mình và khi mà lan bắt đầu cài đặt lại à, tôi có một trị nhớ siêu phạt à, tôi nhớ cái gì đó là tôi có thể là nhớ ngay lập tức à, rất là tuyệt vời thì bây giờ là trị nhớ của lan đó, nó được là không cần dùng thuộc gì cả mà nó được cải thiện một cách rất là tuyệt vời à, mình bắt đầu là càng ngay cái trị nhớ của mình nó càng minh mẫn hơn luôn anh chị một cách là tự nhiên luôn rất là tuyệt vời luôn anh chị thì Lan sẽ hướng dẫn cho anh chị ha. Thì đầu tiên uh, nói về cái sóng nào anh chị nhé. Nói về những cái tầng sóng nào nghĩa là ngày xưa thỉnh thoảng là chúng ta nghe những người bạn của chúng ta anh chị ở là nghe một ai đó nói rằng là ô à, sóng não là gà má hả à, sóng não là gà tá hả hay là sóng não là nghe mà cái đó là nó la la ghế ha thì hôm nay là chúng ta sẽ được học thì lan sẽ hướng dẫn cho anh chị sóng não là gì Và mỗi có người chúng ta là có năm loài sóng não được anh chị à, mỗi người chúng ta thấy sẽ có năm loài sóng não và anh chị vẽ cái hình tam giác anh chị ha và anh chị chia thành cái năm tầng khác nhau ok chưa và cái tầng cao nhất ở đó chính là cái tầng gá má yes cái tầng gá má này anh chị nó nó là một cái tầng số anh chị đó là cái tầng số là à, sợ hại này lo lắng này à, cùng có thể là dừng dừng. À, nói nó chống là cái trạng thái mà không được tích cực và ở trong cái trạng thái này kỹ thức của chúng ta là 100% trăm luôn có nghĩa là rất là cao anh chị ha và đây là cái trạng thái khi mà chúng ta lo lắng sợ hại. À, thì chúng ta hãy ở cái trạng thái này, ok chưa? khi ở level thứ hai á là mình xuống ở uh, cái tầng đó chính là sóng beta. khi sóng beta anh chị là một cái sóng não là thông thường. giống như mà cái việc mà lăn đáng nội trường và anh chị ở lăn đang nói trường với anh chị như thế này này, à, thì là chúng ta đang ở cái sóng beta. thì cái, cái uh, trạng thái bình thường anh chị, ok chưa? À, và cái trạng thái tỉnh táo và cái trạng thái bình thường ở uh, là trong cái trạng thái này thì uh, gọi là sóng beta anh chị có thể comment lại anh chị ha bình thường thôi anh chị thì chúng ta có thể làm việc làm bất cứ thứ gì à, chúng ta có thể học chúng ta có thể làm chúng ta có thể đi chơi chúng ta có thể giao tiếp chúng ta có thể là có một cái sự nhận thức một cái sự tỉnh tạo bình thường ok chưa và giữa cái mức tiếp theo anh chị là cái sóng nào ám pha sóng ám pha sóng ám pha thì tưởng trưng là một cái mức sóng là thứ dạng nhưng mà đây là thứ dạng nhẹ thôi đúng không ạ à, giống như là hôm nay uh, đó là một ngày làm việc thì bây giờ là mình ngồi xuống à, uh, mình nằm trên giường và mình nằm trên một cái ghế lơ lống của mình à, uh, và mình đang đọc sách mình đọc báo mình xem tivi hay là mình thư giãn nhẹ đúng không ạ thì đó gọi là cái cảm giác thoải mái thư giãn nhẹ có nghĩa là chúng ta vẫn còn cái ý thức nhưng mà cái lúc này uh, là chúng ta đang thư giãn à, uh, tại chúng ta là không có suy nghĩ gì nhiều suy nghĩ gì nhiều hết đúng không anh chị ơi thì bây giờ là chúng ta đang rất là thoải mái này và chúng ta đang rất là ngồi thư giãn chúng ta xem tivi đúng không ạ trạng thái ăn phá này là trạng thái thư giãn nhẹ ok chưa thì ở trong cái trạng thái này là cái trạng thái mà chúng ta rất là thoải mái và rất là thích hạ anh chị ha và ở trong một cái trạng thái là nó cao hơn ở một cái cấp là nó xuống thêm một cái bước nữa một cái tầng nữa thì đó chị gọi là tầng sóng thế ta anh gì sống thế ta là cái sống mà uh, thứ dạng sâu. thứ dạng xấu là sao ạ à? là trong cái trạng thái mà trong cái trạng thái là uh, gọi là sao ạ? À? dưỡng thân anh chị chúng ta có một cái trạng thái là mơ mang ngủ à, cái trạng thái là chúng ta nửa tỉnh nửa mơ à, chúng ta vẫn còn nắng mơ hồ là cái trạng thái thế ta trạng thái thế ta này uh, gọi là thứ dạng xấu có nghĩa là buổi sáng và chúng ta ngủ dậy chúng ta đang mơ hồ mơ mơ măng măng anh chị à, chúng ta nhìn qua nhìn lại được chưa à, mình chưa mở mắt ra được thì đó có nghĩa là ở chúng ta muốn mở mắt ra nhưng mà lúc này chưa còn mở được hoặc là khi mà chúng ta chuẩn bị đi ngủ thì trong cái trạng thái đó là chúng ta bắt đầu chuyển thân lại ở và chúng ta bắt đầu là chuyển về cái trạng thái ngủ đúng anh chị ơi thì đó chị gọi là ở à, trạng thái theta, ta đúng không ạ trạng thái theta ta là trạng thái thứ dạng sâu và cuối cùng đó, là cái trạng thái cuối cùng đó chính là delta anh chị có thể viết lại ha thì đó chính là cái sóng ngủ khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái delta rồi thì chúng ta ngủ ok anh chị ơi vậy thì chúng ta biết cái sóng não này rồi là gì à, thì có một cái điều anh chị mà anh chị cần lưu ý đó, có nghĩa là tiềm thức của chúng ta rất là hay đó là trong cái trạng thái sóng thế ta cái trạng thái sóng thế ta đó là cái trạng thái mà chúng ta đang mơ mà đó cái chính là cái trạng thái mà chúng ta đang thư dạng xấu anh chị thì tiềm thức của con người sẽ mở ra và lúc này á, là cho phép chúng ta là đưa cài đặt mới vào bên trong tiềm thức của mình được không ạ yes có nghĩa là khi mà chúng ta đang ở cái trạng thái là mơ mang ngủ thì đấy là một cái thời điểm vàng để mà chúng ta đưa chúng ta cài đặt vào bên trong mình những cái niềm tin mới cài đặt những cái tư duy mới vào bên trong từng tiềm thức của mình vào cái quy trình thối miên thì đơn giản là nó đưa từ một người trạng thái beta là thông thường sang trạng thái theta là trạng thái thứ giãn sâu và nó cài đặt vào những cái niềm tin mới cho chúng ta đúng không ạ thì đó gọi là quý chân thôi miên à, anh chị hiểu phần này chưa à, đơn giản là nó khóa học à, và đó là cái phần đầu tiên của ngày hôm nay anh chị ha đó chính là cái sóng nào đúng không anh chị ơi Bao nhiêu anh chị đã hiểu được Cái tân sóng nào của mình rồi à Anh chị có thể comment tôi đúng không ạ Và sau khi mà anh chị hiểu cái tân sóng nào đấy á, Thì anh chị chỉ nên đưa mình về Cái bốn cái trạng thái ở cuối Có cái trạng thái ở trên đó Cái trạng thái gá má đó anh chị Cái trạng thái mà lo lắng sợ hại Hay là uh, gắt tố hay là uh, nặng dân đó thì anh chị nên uh, delete luôn đúng không ạ à, Chúng ta nên xóa luôn Anh chị xóa cái trạng thái đó ra khỏi cơ thể của mình luôn Khi mà anh chị không còn cái trạng thái này nữa Thì tiềm thức của anh chị hoạt động cực kỳ mạnh Tiềm thức của anh chị hoạt động cực kỳ mạnh Khi mà anh chị ở cái trạng thái là uh, thế ta Hay là trạng thái thứ giảm nhẹ Đúng ạ à. Đó cho nên là anh chị muốn thu hút tiền bạc nhanh trọng đúng không Muốn thu hút những cái điều mình nhanh trọng đúng không à, Hãy luôn đưa mình về trạng thái là An lành, bình an Và hình dung tưởng tượng vào những điều mình mong muốn và hành động như thế là cái điều đó đã đạt được rồi Đúng anh chị ơi. Yeah, rất là tuyệt vời. À, thì trong ngày hôm nay thì Lan sẽ kết thúc cái buổi dung ở đây anh chị ha. À, và Lan rất là biết ơn tất cả các anh chị ngày hôm nay đã đồng hành công Lan trong buổi dung này. À, và hẹn gặp anh chị vào 11 giờ trưa ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, vào cái ngày tiếp theo anh chị nha. Và chúc cho anh chị chúng ta có một ngày thật là trang đầy năng lượng. À, và à, uh, hồi, hồi, nãy đầu giờ thì Lan có nói là gửi tặng cho anh chị một món quà vào cuối là chim đúng không ạ? À, thì vào lúc 12 giờ hôm nay nè thì là sẽ có một cái chương trình đó chính là cách chữa lành mối quan hệ hòa hợp với chính bạn và những người xung quanh khi mà anh chị biết đi cách chữa lành hòa hợp với chính mình khi mà anh chị có những cái mối quan hệ hòa hợp với những người xung quanh thì lúc này dòng tiên của anh chị bắt đầu lưu thông một cách là dễ dàng và nhẹ nhàng Yes và anh chị nào mong muốn là được tham gia cái chương trình này thì lan chị còn là uh, sậu vẽ của công cho anh chị ha và anh chị nào muốn tham gia muốn học thì có thể là uh, follow kênh tiktok của lan và tham gia vào cái nhóm giữa avatar của lan thì lan sẽ là gửi tặng cho anh chị một cái vẽ để mà anh chị được học vào trong cái cái mười hai ngày giờ ngày hôm nay cách để có thể là hòa hợp với chính mình và để có thể lưu thông cái dòng tiền của mình một cách nhanh chóng hơn đúng không anh chị ơi dạ rồi à, và hãy ý cho trên lan để mà có thể là được uh, học cái chương trình này và có thể là theo dõi những cái kênh của Lan để anh chị có thể là đón nhận những cái video uh, Giá giải trí tiếp theo của Lan nhé. Lan xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào 11 giờ trưa ngày mai nha. Xin chào và chúc cho anh chị uh, mỗi ngày chúng ta sẽ phát triển một phần trăm mình lên mỗi ngày để mà uh, anh chị có thể là công lan công vật câu lạc bộ chạm tay họ phát. Chúng ta sẽ đứng trên đỉnh bên quang được không anh chị ơi? Dạ rồi rất là tuyệt vời. Lan xin chào anh chị nha.